Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân là một trong những di sản tư tưởng bao trùm và xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân, nên ngay sau khi cách mạng tháng 8 thành công, người đã xác định xây dựng một nhà nước Việt Nam kiểu mới, đó là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc. Bác tuyên bố, chế độ ta là chế độ dân chủ, nghĩa là nhân dân làm chủ. Và nhà nước của dân là nhà nước mà ở đó tất cả quyền lực thuộc về nhân dân là chủ thể của quyền lực nhà nước. Nhà nước do dân là nhà nước do nhân dân lựa chọn, bầu ra những đại biểu của mình để thay mặt nhân dân tổ chức điều hành các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương thông qua chế độ tổng tuyển cử phổ thông đầu phiếu. Còn nhà nước vì dân là nhà nước phục vụ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Bác nhiều lần nhắc nhở, việc gì có lợi cho dân thì dù nhỏ cũng cố gắng làm. Việc gì có hại cho dân thì dù nhỏ cũng cố gắng tránh. Nhà nước vì dân là nhà nước luôn đề cao ý thức trách nhiệm chính trị trước nhân dân. Và theo Bác, mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân là mối quan hệ mật thiết, gắn bó chặt chẽ với nhau. Nhân dân cần nhà nước để lãnh đạo và tổ chức lực lượng xây dựng, phát triển đất nước. Mặt khác, nhà nước phải dựa vào mọi nguồn lực của nhân dân để phục vụ nhân dân. Trong gần 35 năm đổi mới, tư tưởng dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được vận dụng sáng tạo để củng cố mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Vấn đề thực hành dân chủ tăng cường mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân trong thời kỳ đổi mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thể chế hóa tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ, bảo đảm sự gắn bó mật thiết giữa nhà nước với nhân dân từng bước được tiến hành một cách đồng bộ, toàn diện. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp và các cơ quan khác của nhà nước. Chính phủ với tư cách là cơ quan thực hiện quyền hành pháp, cơ quan hành chính cao nhất và là cơ quan chấp hành của Quốc hội đã chú trọng đề cao tính dân chủ và tính pháp quyền trong điều hành, hướng đến xây dựng nền hành chính thống nhất, thông suốt, trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực và hiệu quả. Cùng với đó là sự tham gia của nhân dân vào đời sống chính trị và quản lý nhà nước ngày càng tăng. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có sự phát triển đồng bộ cả về năng lực và phẩm chất cũng góp phần quan trọng vào xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh. Gần đây nhất, Hội nghị Trung ương 7 khóa 12 ban hành nghị quyết tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật cán bộ, công chức và luật viên chức cũng đã được bổ sung, làm rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức và viên chức trong việc thực hành công vụ, đưa ra những quy định tăng cường kỷ luật đối với công chức, viên chức, xóa bỏ quan niệm, hạ cánh an toàn của cán bộ công chức về hưu, mắc sai lầm, khuyết điểm trước đó, cán bộ công chức tham nhũng, bị buộc thôi việc, v.v. Thưa quý vị và các bạn, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân là một tài sản có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, cần được học tập, vận dụng và triển khai trong toàn bộ hoạt động của cơ quan nhà nước và xã hội, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ để xây dựng và phát triển bền vững đất nước. Chuyên mục của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.